Cục Hàng hải Việt Nam cho biết là trong 2 tháng đầu năm 2023, Cảng biển Việt Nam đã tiếp nhận hơn 1,2 triệu lượt khách thông quan. Riêng tháng 2 năm 2023, số lượng hành khách qua Cảng biển đạt hơn 587.000 lượt khách. Đáng chú ý là số lượng du khách nước ngoài qua Cảng biển có xu hướng tăng mạnh. Nếu tháng 1 năm 2023, số lượng khách nước ngoài đạt hơn 14.900 lượt, thì sang tháng 2, con số ghi nhận là 31.394 lượt, tăng gấp đôi. Những con số này được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với thị trường tàu biển du lịch nước ngoài, đặc biệt là sau khi Việt Nam chính thức mở cửa du lịch. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã đồng ý chủ trương để Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng lần thứ hai với nhiều hoạt động hấp dẫn. Thời gian tổ chức tuần lễ vàng du lịch lần thứ hai diễn ra từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 với chủ đề Lâm Đồng – Cao Nguyên Hùng Vĩ, diễn ra tại 12 huyện, thành phố trong tỉnh với những chương trình đặc sắc mang dấu ấn riêng của từng vùng miền. Tuần lễ nhằm giới thiệu quảng bá, kích cầu du lịch, thu hút du khách trong nước và quốc tế đến với Đà Lạt. Đây là lần thứ hai tỉnh Lâm Đồng tổ chức tuần lễ vàng du lịch Lâm Đồng Trước đó năm 2022, địa phương này cũng tổ chức thành công sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch, thu hút hơn 185.000 lượt khách đến tham quan trải nghiệm.